Câu hỏi đầu tiên, chúng con xin chuyển đến cho máy Trang Diệu Thiện và sau đó máy Nguyễn Thị Thúy Đức pháp danh Diệu Âm Tịnh Bảo Hải, chuẩn bị âm thanh ạ. Dạ được rồi, mời mời chị đặt câu hỏi ạ. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con nhất tâm một lòng được học ở trên lão cư sĩ, nhưng khi con kính Phật và con nhìn thấy tất cả chư tăng cùng với tất cả đạo tràng trên thế giới, con nhất tâm một lòng vì con rất là ít tuổi cho nên con đảnh lễ, nhưng có người nhìn thấy con đảnh lễ thì con lại bảo con là lễ rồi để dẫn những tà ma ngoại đạo ấy để làm cho ảnh hưởng đến người ta, mà trong khi đấy thì có những buổi chiều là con đang trong giờ làm việc của con thì ở cái không gian đó thì là chỉ có riêng con không ảnh hưởng đến ai, nhưng mà một nhà chủ ấy, một nhà cho thuê thì lại nói là lễ thế để mang tà ma vào nhà người ta và người ta không cho con lễ. Thì con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm, như thế có phải người ta nói như thế có phải hay không, và con nhất tâm một lòng con không thối lui và nhất tâm một lòng con được học đạo tràng trên lão cư sĩ để một đời này con quyết tâm vãng sinh Tây phương cực lạc ạ. Nhờ có lão cư sĩ mà con được học hỏi cho nên ngay đời này ba con là Phan Văn Khang đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị, mà ba con quyết một lòng đòi uống thuốc nhưng mà được lão cư sĩ và ban đạo tràng chùa Ngòi đã giúp đỡ, cho nên ba con ngay đời này quyết một lòng là niệm Phật, cho nên ba con ra đi với thoại tướng mềm mại, và con nhân thể con cũng cảm ơn lão cư sĩ đã khai thị để cho tất cả các oan gia trái chủ của ba con một đời này buông bỏ, và ba con trong 3 tuần từ khi lão cư sĩ khai thị thì ba con không đòi uống thuốc nữa và nhất tâm một lòng niệm Phật, không còn đau nữa. A Di Đà Phật ạ. À, Di Đà Phật. Xin hỏi chị nhé, chị đánh lễ ai? Dạ, có nghĩa là khi mà con nhìn trên đường Zoom thì con thấy các cha các má rất là cao tuổi cho nên con chỉ cúi lạy như thế này để con đảnh lễ Rồi, ạ. A Di Đà Phật. A Di Đừng Đà Phật có ạ. đánh lễ Diệu Âm thì cũng sao, chứ đánh lễ Diệu Âm thì người ta nói là mê tín dị đoan đang chịu nha, không được đánh lễ Diệu Âm. Mà Dạ, đánh A Di lễ Đà Phật. đại chúng coi như là coi tất cả mọi người là Phật thì đánh lễ như vậy tốt vô cùng. A Di Cái Đà tâm của Phật. chị, cái tâm của chị chân thành, cái tâm của chị tha thiết Dạ, được A Di Phật Đà Phật. gia trì cho nhé. Dạ, Còn A người Di ta Đà Phật. nói sao nói kệ, A Di Đà mình Phật. chỉ theo lời Phật dạy, Dạ. nhìn chúng sanh coi chúng sanh như Phật thì không sao hết. Cụ thân của chị đã được hộ niệm vãng sanh là một cái chứng cứ cho mình thấy rằng pháp hộ niệm không phải là tà ma đâu, mà pháp hộ niệm là đại chánh pháp, là đại cứu tinh cho người phàm phu chúng ta đấy. Nếu những người nào cho pháp hộ niệm là tà ma, khinh thường pháp hộ niệm, thì hỏi rằng họ lấy cái gì gọi là chánh đạo, trong khi tu 80 năm qua không cứu được một người. Thì cái tiêu chuẩn gọi là cứu độ chúng sanh của Phật đưa ra ở đâu đây? Chính vì thế mà chư vị ơi, một đời này gặp được một pháp mà đưa cho mình vượt qua 6 đường luân hồi, trở về Tây phương cực lạc thành đạo rõ ràng trước mắt. Vậy thì mình tin Phật hay tin lời chúng sanh đây? Nhớ không chư vị, dám nhắc nhớ rằng thời mạt pháp này tu hành khó lắm, thời mạt pháp này gặp được chánh pháp khó lắm, thời mạt pháp này mà tìm được một người thoát vòng sanh tử luân hồi khó lắm, thời mạt pháp này mà khi chết đi lấy lại được thân người khó lắm.
Tất cả cái kho này đâu phải là Diệu Âm nói đâu, chính Đức Thế Tôn nói đấy. Ngài nói thời mà pháp này mà không niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì hỏi rằng triệu triệu người tu đó tìm đâu ra được một người. Mà nếu có một người được thoát thì 999.999 người kia đi đâu đây chứ vậy? Có phải là đại nạn hết không? Chính vì thế mà Phật gọi chúng sanh rằng là mau mau phải trở về với câu A-di-đà Phật thì một đời này thành tựu. Pháp Hộ Niệm dạy cho chúng ta từ đầu chỉ đuôi nhất định bám chặt câu A-di-đà Phật, nhất định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho mình sơ ý làm chuyện tội lỗi thì thành tâm sám hối đi, mình trở về cõi Phật thành Phật. Còn người ta không chịu sám hối những sai lầm của mình, tự nghĩ ra con đường đi làm sai lời Phật dạy. Làm sai lời Phật dạy thì coi chừng hình tướng là tu học Phật, mà đi lệch đường giải thoát thì làm sao gọi là chánh pháp. Đấy, cho nên mong chư vị yên chí vững vàng, biết được một đại pháp cứu tinh do Phật đưa lại rồi, chúng ta cứ nghe lời Phật dạy nhé chư vị. Đừng thầy chúng sanh bàn ra tin vào mà mình hoang mang, tự mình bỏ mất con đường siêu thoát. Khi bị đại nạn rồi, mời những người đó tới cứu độ mình được không? Không được. Như vậy thì phải nhờ đồng tu hộ niệm, nhờ A-di-đà Phật cứu độ mình. Đi về trên đó mình cũng thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại đó đón mình, ngài hoan hoan hỷ vô cùng tán thán vì mình nghe lời Phật dạy. Hiểu không chị Diệu Thiện? A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức lão cư sĩ Diệu Âm. Nhờ lão cư sĩ Diệu Âm giảng dạy câu hỏi của chị mà chúng con nhận ra rằng phàm phu chúng con thật là tâm tánh rất là dễ lung lay, nhiều lúc ý niệm không vững vàng thì có những sự tác động bên ngoài của thế gian sẽ làm cho mình rất là bối rối và không có vững vàng. Nên kính mong các cha các má cũng như chúng con đây luôn luôn giữ vững niềm tin, quyết lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật và quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.